Tiếp tục với series Máy chủ siêu cấp Trung Hoa, chúng ta lại đến với nhà vô địch TFT mùa 7, anh Tấn. Khi người người nhà nhà đang khai sa, na hay TFT các kiểu, thì anh Tấn lại có lối đi táo bạo với một bài anti-meta. Vậy bộ bài đó là gì? Hãy cùng cả phim ấn phẩm tìm hiểu ngay nhé! Trước khi vào việc, xin anh em một like, một sub. Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao, tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ké GG Live ngay và luôn anh em nhé! Khởi đầu với Lulu cùng cái nịt, những round quái đầu trả về một bé Weibo, Rao, mảnh găng và thêm cái nịt nữa. Vòng chọn đầu tiên xuất hiện nâng cấp bậc vàng. Không hài lòng với những cái được cho, anh quyết định roll và chọn huy hiệu thần giáp. Nếu đánh an toàn thì cả phiên nhân phẩm sẽ chọn sức sống mới, sau đây là top 10 nâng cấp có tỷ lệ vào top cao nhất theo meta TFT. Cơ mà ông này roll và chọn luôn huy hiệu thần giáp, không nghĩ gì luôn, chả biết có toán tính gì đây. Cho Rao ấn thần giáp cùng giáp máu và chọn cô nàng cưỡi ngựa làm thủ lĩnh thần giáp. Do bài còn khá yếu nên anh để thua 2 round đầu tiên, tuy nhiên sang 2.3, gần một nhà yếu hơn cũng đang chấp tam hợp, anh mất chuỗi và có chiến thắng tai nạn với một chest. Vòng đi chợ bất ổn hai mảnh đồ, anh lấy mảnh giáp cùng váy trên người Vayne, xáo luôn thú tượng cho Rao cũng như lên 5 cho Vayne vào sân. Với việc bổ sung sát thương phía sau cùng dàn chắn cực khỏe phía trước, anh dễ dàng có cho mình 2 trận thắng sau đấy. Phang đá trả về mảnh váy, váy su lẻ cùng mảnh găng. Xuất hiện Riven trong cửa hàng, anh thanh lý luôn Rao và để Riven vào sân. Xáo luôn cung xanh cho thần bài Macau, gặp cho mình nhà nuôi đạo trích với Lux cầm dao điện, kiếm súng. Riven quá cứng cáp, không thể xuyên qua. Nàng thỏ từ từ băng vào cắn lướt kẻ địch. Anh bắt đầu thắp lên ngọn lửa Win Streak từ đây. 3.2 xuất hiện nâng cấp siêu hùng. Anh quyết định chọn nâng cấp Riven Carry là chắn tương tác. Riven nhận thêm AP và kỹ năng của cô cũng được dùng lên đồng minh thấp máu nhất. Những round sau, lần lượt gặp quân cảnh laser và vệ binh tinh tú. Riven thực sự quá trâu khi lớp giáp bảo cực dày, cộng thêm việc bóp cho canh plank nữa khiến thuyền trưởng sống rất lâu. Thần bài cùng Raven thoải mái xả đam, mang về những easy win cho anh Tấn. Vòng chợ, nhặt Jin cầm găng, check lobby khá kỹ, lên thẳng cấp 7 xả tiền. Garen cũng đã xuất hiện trong cửa hàng, bỏ đi TF cùng Gangplank, thay 5 thần giáp cùng Aurelion sâu vào sân, gặp một nhà vệ binh tinh tú khác đang thông thoáng lên 8. Riven vẫn tỏ ra quá lực khi chặn mọi sát thương ở tiền tuyến. Aurelion sâu và Jin được thoải mái chơi game, lại là easy win cho anh Tấn, nâng chuỗi thắng lên con số 7. Vẫn tiếp tục roll và thành công lên điều Garen 2 sao. Sự phục vụ của Garen là quá cần thiết khi tạo ra những pha choáng nguyên sàn. Riven vẫn cản lướt, nhưng sát thương đâm mục tiêu của TF khiến nàng thỏ nhanh chóng nằm xuống. Dòng sâu random đồ tranh cực chiến khiến thân bài bên kia không thể sốc được và còn phải nằm xuống. Một trận thắng top team của anh Tấn. Đánh nhau với sói tra về mảnh kiếm, một mảnh nhân bản và thêm mảnh găng nữa. Tiếp tục là những pha xả tiền ở cấp 7. Jin lên 2 sao, Draven khá cống hiến với 6 con. Nhưng tầm này, Jin 2 vẫn là nguồn sát thương cực kỳ uy tín. Gặp bài Na vuốt sâu đi bộ đang cứ hot bên Trung Quốc. Tuy nhiên nhà kia vẫn đang chưa phong bài nên tiếp tục là easy win cho anh Tấn. 4.2 xuất hiện nâng cấp vàng, anh chọn thăng hoa để gia tăng sát thương giai đoạn sau. Bài đã nâng cấp quá mạnh, thêm thăng hoa để đánh nhau. Anh tiếp tục thắng 2 trận tiếp theo, kéo xe chuỗi thắng lên con số 9. Vòng chợ bất ổn với xúc sắc, anh nhặt Vex cầm đai lưng. Gặp lại nhà vệ binh tinh tú thông thoáng đã lên 8 cùng Kai'Sa 3 đồ siêu vẽ và Miss Sochun ấn vệ binh. Kai'Sa là sát thương đâm mục tiêu nên Riven rất nhanh phải nằm xuống. Khoảng trống cô tạo ra là chưa đủ để Jin, Raven cùng dồn lộn trả sát thương. Riven gục ngã cũng là lúc bộ đôi rút súng nhanh Kai'Sa, Miss Sochun tràn vào bắn tan nát hàng sau nhà mình. Anh Tấn chính thức mất chuỗi từ đây. Tiếp theo gặp một nhà Kai'Sa khác nhưng nhà này đang cấp 7 và vẫn chưa có Miss Sochun để phụ đam. Kai'Sa sát thương đơn mục tiêu nhưng vẫn mất gần 20 giây mới hạ được Riven.
khoảng trống rất lớn cho Jin thoải mái bắn từng viên một, kết liễu như kẻ yếu máu. Anh chiến thắng round này. Chọn nước mắt trên rồng lộn, bắt đầu làm phép, dùng xúc sắc lên người Jax khi hắn vừa có thần giáp, vừa có đấu sĩ để tỷ lệ ra Draven và Riven cực lớn. Xúc sắc không quá may mắn khi ra đúng một Draven và một Riven. Tiếp tục xả tiền, Draven thứ 8 xuất hiện. Ngập nhà như binh ma pháp sư, dù không đủ thời gian check bài, nhưng rồng vẫn lốc vào vị trí TF, khiến thân bài không được chơi game thời gian đầu. AFK 4 giây là đủ cho Riven cùng Garen càn vào tuyến sau, hạ từng cái một. Anh Tấn tiếp tục chiến thắng. Lại Roll và lên được rồng 2. Roll hết thương cạn nhớ, cũng có Draven 3 sao cùng 8 con Riven. Dùng máy nhân bản mạ vàng để nâng Riven 3 sao luôn. Bài của anh Tấn chính thức áp đảo. Gặp lại vệ binh thông thoáng đã đấm mình mất chuỗi. Riven với giáp bảo quá trâu khiến khai xa bên kia không thể bắn hạ dễ dàng nữa. Bộ đôi vệ quân Riven cùng Garen vẫn cứ cản lướt, tạo khoảng trống cho dàn sau chơi game. Anh Tấn báo thu thành công. Vòng trợ 5.4, anh nhặt rồng lộn cống huyết kiếm rồi trao nó cho Tứ Ca. Anh có phần hơi sai lầm khi quyết định bán Jin và cho Shen vào kích 4 vệ quân. Gặp nhà ma pháp sư Nhu Binh đã roll cạn ở 8. Thần bài là tướng gây sát thương đâm mục tiêu cực tốt. Nico được chơi game thoải mái, thả X dọn dẹp tuyến sau nhà anh Tấn. Sau 20 giây, Riven phải gục ngã trước thần bài. Mất đi hàng chống chịu quá cứng cáp, tuyến sau nhà anh Tấn mỏng manh, đủ để chi ép clear sàn. Anh lại tiếp tục mất chuỗi. Có vẻ như bán Jin là sai lầm lớn nhất khi anh lại tiếp tục thua nhà vệ binh thông thoáng. Bởi vậy ta mới có câu, không sai, không sửa. Kho vũ khí Morgana, anh chọn lời thề hộ vệ cho Garen, lên 8 và bắt đầu roll. Samira, Mordekaiser cùng Miss Fortune lần lượt xuất hiện. Anh bắt lại để chuẩn bị xoay nếu đội hình này tiếp tục thua. Gặp lại Na đi bộ, Na nhanh chóng tiếp cận sâu, hạ gục rồng lộn. Na đi bộ nhưng phải va chạm với hiệp sĩ cầm kiếm. Riven vẫn tỏ ra quá trâu, trong khi Garen câu giờ đủ lâu để Draven đáp hết tất cả. Nhà Na phải dừng ở top 4. Tiếp tục gặp lại thần bài Ma Cao cùng dàn nhu binh cận vệ. Echo bên kia có một pha bóp tim khi khiêu khích Riven quay lại đánh, khiến TF phải bước lên một ô. Chừng đấy là đủ để rồng lộn khạc những quả thiên thạch trúng cả hai carry. Draven có pha lốc xoáy tử vong kết liễu luôn hai carry địch trong một nốt nhạc. Trả thù thành công, nhà ma pháp sư nhu binh dừng ở top 3. Thông thoáng lên 9, nhưng nhà Kiron cực kỳ ảo ma khi Kai'Sa vẫn lên được 3 sao dù có tới hai nhà chơi cùng. Kai'Sa cùng Miss Fortune với lưng đồ quá đẹp, rất nhanh chóng kết liễu nàng thỏ Riven. Cô ra đi, Miss Fortune tung bão đạn dọn sạch nhà anh Tấn, làm anh thua khá nặng với 19 máu. Để đánh được top 1 thì lốc là lựa chọn của anh Tấn. Thay luôn 4 chủ lực để nhanh chóng kết liễu bên kia sớm nhất có thể. Bốc đồ được chuyển cho Mordor, lốc thành công vị trí Miss Fortune. Echo tiếp tục khiêu khích, Riven phải quay lại đánh. Sinva nhân cơ hội ném tướng đáp vào Draven câu thời gian. Mordor có một pha đập ruồi cực đẹp khi đập nguyên nhà đối phương. Miss Fortune báo đạn nhưng chưa thể kết liễu được Riven. Riven cứ thế tràn vào trong, lần lượt sửa đẹp Kai'Sa cùng Miss Fortune địch. Anh đấm nhà kia đi tìm game mới, còn mình thì ngạo nghễ top 1 với bộ cờ cực kỳ pro build, Riven thân giáp. Qua game này ta có thể thấy, các pháp sư Trung Hoa muốn pro build bài nào thì có luôn giáo án cho anh em. Một bài anti-meta với con Riven thần giáp siêu chiến, ưu để anh em thấy sự khéo léo trong việc pro build của nhà vô địch thế giới mùa 7. Nếu anh em muốn học hỏi giáo án của tuyển thủ nào khác thì hãy comment bên dưới nhé. Đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chuẩn vào nút chuông để không bỏ lỡ những giáo án thú vị từ các phiên nhân phẩm. Còn giờ thì tạm biệt,
và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.